Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục quay giới thiệu các bác một con máy rửa bát Natuna SS5 ngon bổ rẻ. Đây là một cái dòng máy ngon bổ rẻ mà siêu bền. Toàn bộ thân vỏ thiết kế bằng inox, đầy đủ full tính năng như những máy đắt tiền bình thường. Vì bản chất đây nó vẫn là những cái máy đắt tiền tại thời điểm trước thôi nhá. Bây giờ nó rẻ là vì do là cái thời gian nó trôi đi thì nhiều mẫu mới nó ra thôi thì nó rẻ. Bác nào đang kinh tế vừa phải thì mình cứ làm những con này thôi ạ. Máy có đếm ngược thời gian, nó sẽ còn khoảng 6-70 phút nữa thì nó sẽ hiển thị đếm ạ. Các chế độ rửa tiêu chuẩn mạnh nhẹ 2-3 người ăn này, sấy riêng biệt rồi thời gian sấy đầy đủ hết ạ. Chu trình rửa. Đối với cái dòng máy này thì bác nào mà yêu cầu nó đẹp thì thật sự là nó không có đâu. Vì nó là dòng máy bình dân, phù hợp với bác là kinh tế vừa phải, mình có đủ công năng để mình rửa. Rửa với nước nóng 80 độ C luôn. Thân vượt inox hết, có giá rất inox, mọi thứ ngon lành, răng chỉ ngon lành sạch sẽ các bác nhé, tất cả mọi thứ chuẩn chỉ hết. Các bác nào mà muốn máy đẹp mà rẻ thì thật sự nó hơi khó. Như cái chiếc này thì nó rất là bền và nó rẻ, còn mà đẹp thì nó ở mức chấp nhận được. Đấy, mình nói gì nói thôi. Đấy, nhưng lượng này nó mới inox hết, toàn bộ máy Natuna này inox. Con này bán 2,3 triệu thì bảo hành 1 năm. Bác nào muốn bảo hành 3 năm thì thêm 500.000 thành 2,8 triệu bảo hành 3 năm nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Biến áp đi cho máy này để dùng được thì phải là 1.500W, giá bán là 1.500.000. Chào các bác.